Israel tuyên bố hạ chỉ huy Hamas ngăn 1.000 dân sơ tán khỏi bệnh viện. Lực lượng phòng vệ Israel IDF tuyên bố họ đã tiêu diệt một chỉ huy Hamas từng giữ khoảng 1.000 cư dân Gaza tại bệnh viện Rantisi làm con tin. Sau khi có thông tin tình báo từ Sinbet, tình báo nội bộ và Tổng cục tình báo quân đội, Lực lượng lữ đoàn Jivati đã dẫn đường cho các máy bay chiến đấu tấn công Amestiam, chỉ huy đại đội Nasser của Hamas, IDF nói hôm 11 tháng 11. Hai ngày trước đó, Siam đã ngăn khoảng 1.000 người Palestine sơ tán khỏi bệnh viện Rantisi nằm ở phía bắc Gaza, theo IDF. IDF tiết lộ Siam cùng thành viên Hamas dưới quyền đã bị tiêu diệt khi đang ẩn náu tại trường Ansburaf ở thành phố Gaza. Ngày 11 tháng 11, giao tranh ác liệt tiếp tục diễn ra cả trong và ngoài thành phố Gaza. Trong lúc quân đội Israel dần tiếp cận bệnh viện Ansifa, nơi IDF tin rằng đặt trụ sở chính của Hamas, Video từ hiện trường dường như cho thấy giao tranh ác liệt ở khu vực lân cận bệnh viện với những tiếng nổ và màn khói dày đặc, tiếng súng liên tục vang lên trong clip. Những tuần gần đây, Israel đã đưa ra chứng cứ chứng minh trung tâm chỉ huy chính của Hamas nằm bên dưới bệnh viện Asifa, từ đó cáo buộc đối phương dùng bệnh viện và những người bên trong với 1.500 giường bệnh và khoảng 4.000 nhân viên làm lá chắn sống. Hamas đã bác bỏ cáo buộc trên. Các quan chức y tế cho biết việc Israel dồn dập tấn công gần các bệnh viện gây nguy hiểm cho bệnh nhân, nhân viên y tế và hàng nghìn người sơ tán đang trú ẩn ở đây. Hàng nghìn người dân thường đang trú ẩn trong bệnh viện Al-Sifa trong những tuần gần đây, nhưng nhiều người đã bỏ chạy hôm 10 tháng 11 giữa lúc quân đội Israel áp sát. Tình hình tại bệnh viện Al-Sifa hiện đang rất ngặt nghèo. Giám đốc bệnh viện ngày 11 tháng 11 cho biết nơi này đã mất điện hoàn toàn do máy phát điện cuối cùng đã hết nhiên liệu trong khi đó thì Israel cho rằng Hamas còn tích trữ lượng nhiên liệu khổng lồ để vận hành hệ thống đường hầm phức tạp giám đốc bệnh viện Asifa Mohamed Abu Semia khẳng định quân đội Israel nổ súng vào bất kỳ ai cả bên ngoài lẫn trong bệnh viện cũng như là ngăn cản người dân đi lại giữa các tòa nhà trong khu bệnh viện đại tá Mostetrol của COGAS, một cơ quan của bộ quốc phòng Israel có vai trò liên lạc với người Palestine về vấn đề dân sự khẳng định Quân đội nước này không nổ súng vào bệnh viện Al-Shifa, nhưng họ có xung đột với các chiến binh Hamas xung quanh bệnh viện. Ông Tedros nói rằng người dân ở đó vẫn có thể rời bệnh viện an toàn về phía đông. Quân đội Israel ngày 11 tháng 11 cũng cho biết lữ đoàn 215 đã phát hiện nhóm đặc nhiệm Hamas đang tiếp cận lữ đoàn Jivati và chỉ đạo máy bay tấn công mục tiêu. Hải quân của Israel cũng thực hiện các cuộc tấn công trong đêm nhắm vào các tòa nhà được các thành viên Hamas sử dụng ở phía bắc Gaza, kho vũ khí bao gồm những kho vũ khí của lực lượng tác chiến trên biển của Hamas cũng trúng đòn. Cơ quan Y tế Gaza cho biết hơn 11.000 người đã không qua khỏi kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào ngày 7 tháng 10. Trong khi đó, số binh sĩ Israel không qua khỏi khi chiến đấu bên trong giải Gaza đã tăng 37 người vào ngày 10 tháng 11. Những tay súng Hamas sẵn sàng tử vì đạo Lực lượng Hamas ở bờ Tây coi các thành viên tại Gaza là anh em, và khi giải đất bị Israel tấn công, họ tuyên bố sẵn sàng tử vì đạo. Nhà xác ở thị trấn Jenin chật cứng người lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 10 tháng 11. Bên ngoài, hàng chục thanh niên đội mũ lưỡi chai màu đen, mặc áo phông và quần jean, đứng lặng lẽ. Một số người mang súng, buộc giải băng Hamas màu xanh lá cây trên chán. Những người lớn tuổi hơn ngồi trước các tiệm đang đóng cửa. Khi các cánh cửa nhà xác hé mở, một thi thể quấn cờ xanh của Hamas nằm trên cáng được kéo ra. Một thiếu niên cầm súng chạm tay vào trán người đã không qua khỏi. Sau đó cùng năm người khác vác cáng lên vai đi qua đám đông, dọc những con phố đầy xác để tới nhà Hamas Bayez, nơi phụ nữ trong nhà đang chờ. Một lúc sau, thi thể thứ hai quấn cờ đen của tổ chức Islamic Jihad được đưa ra. Tiếp đến là cái xác thứ ba, thứ tư và nhiều người hơn nữa. Họ nằm trong số 19 người Palestine đã không qua khỏi ở bờ Tây ngày 9 tháng 11 khi các cuộc đụng độ với lực lượng phòng vệ Israel IDF bùng nổ. Bạo lực đang gia tăng ở bờ Tây trong bối cảnh Israel thúc đẩy chiến dịch tấn công giải Gaza, cách đó khoảng 80 km. Kể từ ngày 7 tháng 10, ngày Hamas mở chiến dịch đột kích quy mô lớn vào Israel, binh sĩ IDF đã bắn 167 người Palestine ở bờ Tây không qua khỏi, 8 người nữa bị người định cư Israel sát hại. Theo Liên hợp quốc, ba người Israel ở khu vực này không qua khỏi do bị người Palestine tấn công. Thị trấn Jenin là thành trì của nhóm Hamas cùng Islamic Jihad ở khu bờ Tây, nằm ngoài tầm kiểm soát của chính quyền Palestine ở Ramallah. IDF hồi tháng 7 đã từng mở một chiến dịch truy quét lớn vào trại tị nạn ở Jenin, khiến bạo lực bùng phát và âm ỉ suốt mùa hè. Mức độ khốc liệt của các cuộc đụng độ tăng lên đáng kể trong tháng qua. Những ngày này, tôi chứng kiến cảnh tượng chưa từng thấy trong đời. Aisman Jast, điều dưỡng trong bệnh viện chính ở Jenin, nơi nhiều người không qua khỏi, được đưa đến tối ngày 9 tháng 11, nói. Họ đưa tới lúc 20 giờ, trước đó không ai có thể tới bệnh viện khi giao tranh vẫn nổ ra dữ dội. Người không qua khỏi, nằm la liệt trên phố. Hamed Fayez, 19 tuổi, sáng ngày 9 tháng 11 bị bắn trong cuộc đọ súng giữa Hamas và IDF tại những con phố nhỏ hẹp cách bệnh viện 500 m hàng xóm của Fayez cho hay IDF bắt đầu tiến vào thị trấn trong đêm, rồi rút về doanh trại vào sáng sớm. Họ đến trong 3 tiếng, vũ trang tận răng, chúng tôi đã chống lại, nhưng họ có cả máy bay không người lái UAV, loại vũ khí thực sự nguy hiểm. Một người bạn của Fayez cho hay, đa số người không qua khỏi do UAV, nhưng cũng có lúc chúng tôi giao chiến tầm gần với lính Israel. Hamas đã tìm cách nã đạn vào một tay súng bắn tỉa Israel, nhưng bị anh ta bắn trúng. Người này mô tả Hamed là bạn núi khố và là một chiến binh can trường, không bao giờ sợ hãi. Sự ra đi của cậu ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi, chúng tôi cầm vũ khí để tử vì đạo. Cậu ấy là người may mắn bởi đã trở thành người tử vì đạo. Người bạn này tuyên bố, đây cũng là mong muốn của tôi, chúng tôi đều mong được ra đi như vậy. Trên dây đeo súng của anh ta có viết một đoạn kinh Quran của hồi giáo, trên băng đạn dán hình một người tử vì đạo khác. Tình báo Israel cho biết để ngăn chặn các vụ tấn công tiếp tục xảy ra, những chiến dịch truy quét của IDF ở bờ Tây là cần thiết. Lính Israel đã bắt giam 1.000 đến 2.000 người từ ngày 7 tháng 10, trong đó đa số là thành viên Hamas. Theo IDF, một quan chức IDF cho hay những người đang bị giam ở bờ Tây có âm mưu tấn công Israel. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cam kết tiêu diệt Hamas và hạ sát thủ lĩnh cũng như các quan chức Hamas nếu cần thiết để ngăn nguy cơ vụ tấn công ngày 7 tháng 10 tái diễn. Lúc xác VS được đưa về gần nhà, trong con hẻm chật hẹp vang lên tiếng khóc nức nở, thi thể nhanh chóng được đưa vào nhà giữa nước mắt của người thân. Bên ngoài, bạn bè VS bắn chỉ thiên, sau đó đưa thi thể của người này tới Nghĩa Trang. Các tay súng Hamas ở bờ Tây tuyên bố những thành viên ở Gaza là anh em của mình và sẽ không khoanh tay đứng nhìn khi Israel tấn công vùng đất này. Điều này khiến giới chức Israel lo ngại một làn sóng bạo lực mới sẽ bùng lên ở bờ Tây, dù chỉ hiện diện tại vài khu vực nhỏ ở bờ Tây, Hamas và Islamic Jihad vẫn có thể triển khai lực lượng lớn tay súng để thực hiện các vụ tấn công hay là đụng độ với Israel. Hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người, trong đó có nhiều thanh niên mang súng, đã diễu hành cùng thi thể những người không qua khỏi qua trung tâm thị trấn Jenin sáng ngày 10 tháng 11. phích về những người tử vì đạo phủ kín mọi mảng tường cùng lời ca ngợi về sự hy sinh của họ. Gần như góc phố nào trong thị trấn cũng có những nhóm thanh niên cầm súng đứng canh, đa số đeo giải băng màu xanh của Hamas hay màu đen của Islamic Jihad. Sau cuộc diễu hành, các nhà thờ hồi giáo chật kín người cầu nguyện. Bên ngoài nhà thờ al As những người đàn ông lớn tuổi và trẻ con xếp hàng cầu nguyện dưới bức tường lỗ chỗ đạn. Những khẩu súng trường được dựng vào tường khi chủ nhân của chúng quỳ gối, cúi đầu cầu nguyện. Chúng tôi đã chứng kiến cảnh ông cha, anh em, con cháu của mình bị sát hại. Một tay súng 30 tuổi gia nhập Hamas từ năm 17 tuổi, nói Tôi muốn đi du lịch, muốn tự do, muốn sống cuộc đời của mình. Tôi muốn làm giáo viên, nhưng thay vào đó chúng tôi lại phải cầm súng và Thượng Đế sẽ phù hộ chúng tôi chiến thắng. Trong buổi cầu nguyện, bài giảng của giáo sĩ bị ngắt quãng khi một chiếc máy bay không người lái vo ve trên đầu. Giáo sĩ này không lên án Israel mà chỉ trích quyết liệt những cường quốc Ả Rập vì đã phản bội Gaza. Không thể trông cậy vào các lãnh đạo Ả Rập trong cuộc giải phóng Gaza. Họ là đồng lõa của Israel, là kẻ thù thực sự. Ông nói, chúng ta sẽ tự giải phóng Gaza. Bây giờ chúng ta biết rằng Israel chỉ là kẻ thù, yếu như sen.